Chào mừng các bạn đến với Kiếm Tiền YouTube 2019. Thì trong loạt bài hướng dẫn và chia sẻ, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn những app web hỗ trợ các bạn trong công việc làm YouTube để kiếm tiền. Những cái mà mình giới thiệu cho các bạn ở đây là những cái app web hỗ trợ thôi. Là mình nhìn, mình xem vào nó để mình nghiên cứu, chứ không phải là những cái công cụ mà nhiều kênh khác giới thiệu với các bạn là tăng sub, tăng view hoặc là tương tác cái gì đó đó. Các bạn không nên vướng vào những cái lời dụ dỗ của những kẻ xấu. Vì khi các bạn đã vướng vào đó rồi thì kênh của bạn chắc chắn sẽ không được kiếm tiền. Các bạn nên nhớ. Thì trước tiên mình sẽ giới thiệu với các bạn là cái app web hỗ trợ đầu tiên là cái VidIQ. Thì các bạn có thể vào trình duyệt Chrome hay là cốc gì cũng được. Các bạn gọi là VidIQ. Đây mình sẽ làm lại. Thì cái dòng đầu tiên các bạn thấy sẽ các bạn bấm vào. Ở đây mình có cài rồi nha các bạn, nó hiện ở đây nè. Cho nên là mình không xóa để mình cài lại đâu. Thì các bạn cài xong nó sẽ cho các bạn ra một cái biểu tượng IQ. Rồi các bạn xóa đi. Các bạn chuyển qua cái phần YouTube của các bạn, rồi các bạn bấm vào nó để mình đăng nhập vào, cho nó nhận những cái thông tin của mình. Thì ở đây mình cũng đã đăng nhập rồi. Thì khi các bạn vào cái phần trình quản lý video hoặc là những cái video mà các bạn đã up lên rồi đó, up lên nhưng mà chưa đăng thì nó sẽ bao gồm những cái phần sau đây. Rồi thì khi các bạn tải video lên á, nó sẽ hiện ra đây là cái mục tiêu đề nè, rồi cái này là mô tả và cái cuối cùng là thẻ tab. Còn ở đây nữa là bên trái này là cái hình thumbnail. Thì cái IQ này, cái VidIQ này nó có tác dụng gì thì mình sẽ nói sơ qua một cái tác dụng chính. Trước tiên các bạn kéo xuống hết, nó sẽ cho bạn những cái gợi ý về cái chủ đề video của bạn. Khi các bạn gõ vào đây là kiếm tiền gì đó hay là hướng dẫn thì nó sẽ hiện một cái mục nhỏ này, và cái chữ nào nó nằm đầu tiên là những người tìm kiếm viết những từ đó nhiều nhất, nó sẽ đưa ra cho các bạn, tối ưu cho các bạn, và các bạn có thể dựa theo đó mà để mình ghi cái thẻ tab cho nó đúng theo cái search của những người tìm kiếm cái nội dung này. Rồi mình xóa này đi. Thì khi các bạn làm xong, nó sẽ cho bạn cái điểm sale. Các bạn nhìn xuống cái phần này nè. Thì đây chỉ là một cái app web thống kê để các bạn tham khảo thôi, chứ không phải là một cái gì đó nó quá ghê gớm. Mình chỉ nhìn, mình phân tích và mình dựa ra theo đó để mình làm cho nó tốt hơn kênh của mình thôi. Rồi, đơn giản thì nó chỉ có như vậy thôi. Mà các bạn vào những kênh khác, ví dụ như là mình gõ là NTN ở đây, mình bấm vào đại một cái trang chủ đi nha. Khi vào xem một cái video thì cái VidIQ này nó sẽ cho các bạn một cái thống kê và tỷ lệ
tương đối để các bạn tham khảo, và những cái gì mà nó đưa ra cho các bạn có thể nhìn theo đó, dựa theo đó để mình làm cho đúng. Những cái này nè, thẻ táp hay mô tả nè, quá ngắn hay quá dài gì đó, vân vân, là khi người ta đã bật kiếm tiền rồi và được sự bảo vệ của network rồi thì người ta có ghi thế nào cũng được, nhưng mà phải ghi đúng và trùng với cái nội dung của video. Cái này là mang tính chất tham khảo thôi, và nó cho các bạn thông số là 2,1 triệu lượt xem trung bình mỗi ngày, rất là chi là khủng đúng không? Thì cái thẻ táp đây, cái thẻ táp thường thường thì các bạn vào xem video sẽ không thấy được thẻ táp của những cái video của những kênh khác, thì các bạn có thể nhìn vào đây người ta ghi như thế nào, các bạn nhớ thì mình học hỏi kinh nghiệm, mình làm ra một cái thẻ táp tương ứng cho cái kênh của mình để tối ưu hóa một cách tốt nhất. Thì cái VIP IQ này cơ bản nó chỉ có vậy thôi, nhưng mà mình xin lưu ý với các bạn, những cái thẻ táp này các bạn nên ghi tự tay, mình bấm chữ mình gõ nha, đừng có copy và paste, đó là điều không tốt, không thật sự tốt chút nào hết đó. Đây là thẻ táp kênh NTN Vlog nè. Đây thẻ táp kênh NTN, NTN Vlog đây. Rồi quay trở lại với kênh của mình là Kiếm Tiền YouTube 2019. Cái phần mềm thứ hai mà mình muốn hướng dẫn các bạn, nó cũng hỗ trợ các bạn rất là tốt trong cái công tác làm video và phát triển kênh như thế nào, thì các bạn có thể vào để gõ vào một cái từ khóa là keyword tool.io. À, cái này chắc là do mình gõ sai thôi. Giờ mình gõ lại là keyword đi. Đây. Đây là keyword không có S. Mình viết sai cái chữ đầu là chữ S. Rồi bây giờ các bạn gõ lại là keywordtool.io. Enter. Thì ở đây khi vào cái giao diện chính của nó cũng rất là đơn giản, không cần phải biết tiếng Anh giỏi đâu, tại vì Cốc Cốc nó cũng có hỗ trợ phần mềm dịch ra tiếng Việt, cho nên các bạn rất dễ làm quen với những thứ này. Thì cái này có chức năng như thế nào và nó hỗ trợ các bạn ra sao? Ở đây các bạn nhìn thấy Google, YouTube, Bing, Amazon vân vân nè, là những cái từ khóa bạn sẽ tìm cho cái những trang web nào. Thì các bạn làm YouTube thì các bạn chỉ cần đánh dấu vào cái YouTube, và khi các bạn đặt lên một cái video mà có liên quan tới phần kiếm tiền gì đó, các bạn chỉ cần gõ kiếm tiền sale chẳng hạn, kiếm tiền sale video đi, các bạn gõ enter. Thì đây nó sẽ không có kiếm tiền sale video, thì cái từ khóa này là không có ai tìm kiếm hết, cho nên là mình kiếm tiền YouTube, enter. Và đây những cái từ khóa nó cho ra và những cái đứng đầu và những cái xếp cuối. Thì những cái đứng đầu có nghĩa là những cái tiêu đề video của một cái kênh nào đó được số lượng tìm kiếm rất là nhiều, cho nên nó sẽ đứng đầu. Và cái ví dụ như cái từ khóa mà các bạn đặt tiêu đề kênh á, mà các bạn gõ xong như vậy rồi các bạn vào đây các bạn gõ thử, kiểm tra thử coi nó có hiển thị trên đây không,
Nếu mà không có thì các bạn nên đổi một cái từ nào đó khác để có thể SEO cái key của keyword của YouTube đó, nó tốt hơn. Đó là cái app web hỗ trợ cho các bạn tối ưu hóa cái kênh YouTube của mình và sẽ tăng cái lượt xem của mình lên một cách tự nhiên, chứ không cần phải mua sub, mua view gì đó mà những kênh khác người ta quảng bá. Khi các bạn đã dính vào những cái lời mời đó rồi, các bạn đã ứng dụng vào cái kênh YouTube của các bạn rồi, thì nó sẽ không có tác dụng gì hết, nó không có lợi ích gì cho các bạn hết, mà thậm chí kênh của các bạn cũng có thể ra đi vì những cái cách mà các bạn làm. Thì mình chỉ hướng dẫn sơ qua những cái công cụ mà hỗ trợ các bạn để mình tìm hiểu, mình tìm tòi ra những cái cách và những cái hướng đi mới cho cái kênh của mình thôi, chứ tôi không hướng dẫn các bạn làm thế nào cho nhanh nhanh sub nhanh view, tại vì bản thân tôi cũng không làm được như vậy. Nhưng mà tôi chỉ làm đúng theo những cái quy định và quy tắc của YouTube nó đề ra cho mình, thì mình chỉ dựa theo những cái này mình làm. Thì một vài tháng, hay là mình cho chậm nhất là 1 năm 12 tháng, thì kênh của bạn nó cũng phát triển tùy theo cái mức độ mà video, cái mức độ ảnh hưởng của các bạn, nó sẽ càng phát triển mạnh hơn nếu đó là một nội dung có chủ đề nào đó thật sự cuốn hút. Thì hôm nay mình chỉ hướng dẫn và chia sẻ những cái cách làm YouTube mà mình đã thông qua một thời gian rất dài và nó hỗ trợ rất tốt cho mình trong cái công tác mà mình làm YouTube. Mình muốn làm ăn lâu dài thì mình phải chăm sóc từ gốc tới ngọn thì nó sẽ có kết quả tốt, chứ không phải các bạn là khi các bạn làm ra, bỏ ra một cái thứ gì đó rồi các bạn muốn ăn liền, gặt được liền, thì cái đó hoàn toàn là không bao giờ có, các bạn nên nhớ. Rồi thì video của mình cũng kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy kênh mình hay và bổ ích á, nhớ cho mình một like và một sub, coi như là ủng hộ cái tinh thần mình để mình chia sẻ tiếp những video khác về những cái khác hay ho hơn để giúp các bạn kiếm tiền YouTube nhanh nhất và hiệu quả nhất. Rồi chào các bạn nha.